Rồi, giao lưu anh em. Củ mai rừng nha. Cái này nó lượng như con dòng nha. Đó, anh em thả trồng ngang vô. Cây khủng cây em nè. Cách cái đầu đó nó cách thăng khoảng 15 cm nha anh em. Nhờ vô đó cái thước nữa. Rồi, đến ngang. Mét mốt. Để ngang mét mốt nha. Quần thả trồng ngang vô. Lưng này nè. Quần lưng đi. 44. Quần lưng 44, quần đầu rồi á. Quần đầu nè. 53. 53. Nè không? Thôi được. Rồi, chiều bay con thú. Chiều bay con vòng nè. Chiều bay con vòng 1m88. 1m8 mấy? 88. 1m88, để ngang để chiều cao ấy. Rồi, chiều cao. Chiều cao thú 1m23. Ok. Thú này mạnh, thú này thú khủng nha anh em. Đó. Anh em vô trồng ngang đây nè. Đó, chơi cái lưng nó luôn nha. Đầu nó bay lên nè. Dễ anh em à, hồi sau hai đầu dễ nha. Hồi trước có 3-4 đầu dễ nhanh nhỏ nhỏ nữa. Cây bự nha. Đầu đập tu à. Bự nha. Cây bự mập mập á, dễ này nó đều dễ từ đây xuống kia luôn nha anh em. Lưng lượng đỏ nha. Cây này người một người dắt cũng hơi bê á nha. Người dắt xỉu luôn chứ bê vậy. Cây này ngoài thực tế là bự lắm anh em à. Mặt cắt trên này là cách thăng khoảng 15 cm à. Quay kìa, quay cục cắt cho biết à. Vậy nó có mấy dựng nằm nhỏ nhỏ luôn. Trước rồi. Quay cục mặt cắt của nó à. Tâm lưng lên anh em à. Thú khủng nha.